Hello, à, xin chào các bạn. À, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông chồng hay làm. À, mình xin tiếp tục cái uh, chủ đề hôm qua giới thiệu về cái um, xe điện Vinfast E34 uh, á các bạn. Uhm, vậy thì uh, mình đã nói sơ qua những cái giá của xe nè, rồi những ưu nhược điểm trong cái video trước nha Các bạn xem lại video ngày hôm trước của mình. Uh, vậy thì hôm nay mình sẽ nói tới là những cái đối tượng nào thì sẽ à, phù hợp với việc sử dụng cái xe điện cũng như là cái à, những cái đối tượng nào có thể tận dụng được những cái thế mạnh của những cái ưu điểm của cái à, cái xe điện Vinfast E34 này ừ. thì đầu tiên á các bạn thì mình nghĩ rằng những cái đối tượng nào mà chạy xe nhiều à, chạy à, tầm à, một ngàn rưỡi tới 2.000 cây số một tháng thì sẽ tận dụng được cái lợi thế của việc à, thuê pin đó à, lý do các bạn làm à, Vinfast đưa ra cái chế độ 1.400 cây số trong vòng một tháng thì nếu các bạn chạy trên cái số lượng đó thì à, các bạn sẽ phải trả thêm khoảng 1 000 cho một cây số thì à, các bạn sẽ có lợi còn nếu như các bạn chỉ chạy à, một tháng khoảng 500 cây số thì các bạn phải trả chịu tư năm chục nghe thì lúc đó coi như các bạn đã bị lỗ mất hết một triệu một tháng thì nói chung là cái giá đó tương đối cao ừ. à, tương đối cao khi mình chia ra cái số lượng cây số à, gọi là tiền cho một cây số đó thì nó sẽ bị cao hơn cái xe xăng đó thành ra là những cái đối tượng mà mình thấy hợp lý nè nên mua xe điện nè là ví dụ như các bạn á làm À, chạy grab đó à, chạy ra chạy công việc nhưng mà chạy nhiều chạy nhiều một tháng các bạn chạy một ngàn rưỡi trở lên có nghĩa là mỗi ngày các bạn phải chạy trên 50 mươi cây số thì thường chạy grab á các bạn hoặc là taxi á à, các bạn sẽ chạy trung bình khoảng một ngày là từ một trăm rưỡi đến hai trăm cây số thì các bạn về các bạn sạc trong đêm đó, ngày hôm sau các bạn chạy tiếp thì mình thấy khá là có lợi khi mà À, các bạn sử dụng một chiếc xe điện Rồi Đối tượng thứ hai á, là những đối tượng mà có nhà riêng các bạn Nhà riêng có gara Thì đối tượng này á, nó cũng tương đối có lời Bởi vì á, mình chủ động trong cái việc sạc pin các bạn Đó Chứ còn nếu như các bạn đậu gara mà hiện thời Điểm hiện tại á Nếu các bạn đậu trong nhà giữ xe thì Gần như là không sạc được Còn nếu như các bạn đem ra ngoài à, Những cái chạm sạc của VinFast á Thì không thì hiện tại là chậm sạc này nó có nhưng mà chưa nhiều nha các bạn thành ra là chưa chắc rằng các bạn sẽ tiện lợi trong cái việc sạc và sạc ở ngoài đó nếu mà các bạn sạc uh, sạc chậm á thì nó cũng lâu lắm à, cả đục tiếng đồng hồ nó mới đầy pin còn sạc nhanh á thì cũng mất uh, 15 phút 15 phút đúng không ta 15 phút hay là 30 phút gì đó thì nó sẽ sẽ sạc được uh, 100 đi được 180 cây số đó thì nếu như những bạn nào đối với những bạn nào mà có gara ở nhà à, chủ động được nguồn điện hoặc là chủ động được nguồn điện thì mình nghĩ là đi xe điện có lợi đó có nghĩa là các bạn chủ động sạc được rồi cái thứ ba các bạn là đối với những bạn mà chạy dịch vụ á thì thông thường á là các bạn phải thay nhớt rất là là tốn tiền một tháng các bạn chạy năm 000 cây số là phải thay một bình nhớt nữa các bạn trong khi đối với xe điện á thì cái vấn đề nhớt này á, vấn đề bảo trì á, nó tiết kiệm chi phí dữ lắm. Các bạn phải chạy rất là lâu mới phải bảo trì một lần. Có khi lên tới um, um, mấy chục ngàn cây số luôn, có khi cả trăm ngàn luôn mới phải bảo trì các bạn. Mà không có phải là thay dầu nghe, bởi vì xe xe điện đó các bạn là nó không có dùng dầu. Lý do á, không có dùng dầu máy nghe, nó vẫn có một số cái loại nước mát rồi à, dầu mà dầu bôi trơn ở bên trong hệ thống nhưng mà nó không có dùng dầu không có dùng là nhớt máy giống như là xe um, xe động cơ xăng bởi vì các bạn làm động cơ xăng thì à, cái động cơ nó hoạt động là cần phải có nhớt để nó bôi trơn các cơ cấu ừ, ví dụ như ship bóp nè ví dụ như đó là à, các loại tay dây các loại máy bên trong đó các bạn đó hộp số rồi này kia còn đối với động cơ điện đó các bạn nó không có cái um, cái hệ thống mà gọi là động cơ đốt trong đó nó là cái động cơ điện thì cái động cơ này á nó không có dùng cái dầu nhớt để nó giải nhiệt giống như là cái động cơ đốt trong thành ra là với các bạn chạy uh, thông thường nghe ví dụ như xe xe xăng đi các bạn 5.000 cây là phải thay đó mà ví dụ như đối với những cái bạn chạy dịch vụ á, là hầu như tháng nào cũng đạt tới cái mức 5.000 cây hết các bạn là cứ phải thay nhớt thì mỗi lần thay ít đó ít nhất cũng bốn năm trăm ngàn đó, mình từng chạy dịch vụ mình biết mà thay nhớt tốn tiền lắm. đó thì nếu như các bạn chuyển qua mà xe điện á, thì các bạn không có phải thay cái nhớt này là nó cũng đỡ tốn nhất các bạn một tháng là mấy trăm ngàn tiền nhớt rồi. đó thì um, mình thấy nó phù hợp cho những bạn, nó sẽ giúp cho những bạn mà chạy grab nè, những bạn chạy taxi nè, những bạn chạy xe gia đình mà nhiều á, rồi những bạn mà chủ động được nguồn điện thì nó sẽ có lợi. đó còn những người chạy xe ít các bạn Những người chạy mà Một ngày chỉ có hai chục cây số đổ lại á Thì hiện tại là chưa có lợi so với xe xăng nha Mặc dù là giá thành của Cái xe VinFast E34 á Thì nó rẻ thiệt Nhưng nó vẫn chưa có Có lợi nhiều hơn so với xe xăng ừ. Tất nhiên là mình đánh giá cái vấn đề có lợi là lợi ích trước mắt thôi. Còn lợi ích về lâu dài á thì cái xe điện á nó lợi ích hơn các bạn. Thứ nhất á nó không có khí thải ra môi trường, không có tiếng ồn, ừ. nó có thể là cập nhật được những cái công nghệ mới nhất như công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ à, tự động lái, rất nhiều công nghệ à, và ừ. nói chung á là xe điện á là nó giống như là một cái xe hiện đại của tương lai vậy. Á. Tất cả những cái công nghệ mới nhất là nó sẽ áp dụng trên xe điện các bạn thành ra là các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ tốt cho cái vấn đề phát triển tương lai hơn à, tuy nhiên đối với người việt nam mình thì hiện tại là có một chiếc xe để đi lại là là đã tốt lắm rồi thành ra là cái vấn đề mà tương lai thì để sau tuy nhiên vào cái thời điểm hiện tại các bạn thì ba cái đối tượng mà nãy giờ mình nói là nếu sử dụng xe điện của VinFast là vẫn có lợi hơn nha các bạn. À, thứ nhất là những đối tượng à, chạy Grab nè, à, chạy taxi nè, chạy dịch vụ nè. Nhưng mà dịch vụ quanh thành phố thôi các bạn, bởi vì dịch vụ mà đi xa á là cũng khá là khó khăn trong việc sạc điện nha. À phải đợi tới khi nào mà VinFast nó trải à, dài cái à, 40.000 cái điểm sạc đó khắp Việt Nam á, thì nó sẽ tốt hơn bây giờ. Chứ hiện tại á, là cũng hơi khó đó. Thì thì thật ra khi mà cái xe E34 nó ra mắt vào khoảng tháng 11 của 2021 này á thì chạm sạc á, thì cũng tương đối là ổn rồi các bạn. Chạm sạc của Hồng Vinh Pháp nó sẽ nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Tại hiện tại là Vinh Phát đang cho đang cho xây dựng những cái chạm sạc này đó thì tới cái thời điểm mà xe ra mắt á thì mình nghĩ là nó sẽ rất nhiều chạm sạc rồi à, tất nhiên nhưng mà Việt Nam mình nó mà sạc mà để cái xe qua đêm ngoài đường á, thì mình thấy cũng tương đối là bất tiện đó các bạn nhiều khi là mất mát này kia còn nếu mà sạc nhanh á thì mình có nói sạc nhanh á, thì nó cũng giúp cho bạn đi được có 180 cây số thôi nó chỉ giải quyết được một cái phần nhỏ trong cái quãng hành trình của mình thôi các bạn tại vì thường á các bạn mà đã đi xa rồi á, thì phải tàn là đi ba bốn trăm cây không mà một trăm tám mươi cây số thì không không được bao nhiêu hết đó mà đi xa thì mình lại không có chủ động được trong cái việc là đậu qua đêm mà sạc được không phải cái vị thế cái chỗ nào họ cũng cho mình sạc hết các bạn đó thì à uh, hy vọng là tương lai hy vọng tương lai nếu như mà cái xe điện có nhiều á thì mình nghĩ rằng những cái uh, chỗ du lịch nó sẽ dành uh, à cái khu vực đậu xe nó sẽ cho phép mình sạc điện đó thì lúc đó thì mình nghĩ rằng nó có sẽ ổn hơn trong cái vấn đề sạc pin nha. Bởi vì cái điểm yếu duy nhất của xe điện á là cái vấn đề quãng đường đi nó ngắn các bạn. Lúc nào phải sạc pin lo lắng cho cái việc sạc pin và sạc pin tốn thời gian rất là lâu. <laughs> các bạn không thể nào trong vòng một ngày đi được cả ngàn cây số được. Còn xe xăng các bạn hoàn toàn chạy cả ngàn cây số luôn bình thường các bạn có thể chạy từ đây ra Bắc luôn. Cứ vô đổ xăng là đi tiếp thôi. Đó, rồi ok cái chia sẻ ngày hôm nay của mình là tới đây kết thúc rồi. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.